Chị ơi, có cách nào niềng răng nhanh chóng và xem trước được kết quả sau thực hiện không ạ? Ok em, nếu mà muốn niềng răng một cách nhanh chóng và xem trước được kết quả sau khi niềng á, thì em đến với nha khoa quốc tế Đài Si là đúng rồi nha. Đầu tiên á, để niềng răng nhanh chóng và không đau á, thì em phải nên niềng càng sớm càng tốt. Bởi vì khi càng lớn tuổi á, thì xương hàm của mình sẽ càng cứng, răng sẽ khó di chuyển về vị trí chuẩn khớp cắn hơn. Ngoài ra, nếu mà răng khắp cỡ lệch lạc không được khắc phục một cách kịp thời á, sẽ gây tiến triển nặng hơn, gây khó khăn hơn trong quá trình điều trị nữa. Trên thực tế thì niềng răng là phương pháp cần thời gian để điều chỉnh răng mọc lệch lạc về vị trí tiêu chuẩn. Nhưng mà quá trình này thì còn phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố, ví dụ như là tình trạng răng nè, phương pháp niềng vân vân. Thông thường thì thời gian niềng răng sẽ dao động từ 18 đến 24 tháng. Nếu mà em muốn niềng răng một cách nhanh chóng, đều đẹp nhưng mà ngay lập tức luôn á thì rất là khó. Tuy nhiên nếu như mà em chọn niềng răng tại nha khoa quốc tế Đài Si thì quá trình niềng răng sẽ được rút ngắn hơn so với bình thường đó nha. Vậy tại nha khoa quốc tế Đài Si, các bác sĩ sẽ giúp em rút ngắn thời gian điều trị và xem trước kết quả niềng răng bằng cách nào? Với công nghệ quét dấu răng hiện đại bậc nhất trên thế giới iTero Element 5D thì nha khoa quốc tế Đài Si sẽ giúp em cải thiện cái tình trạng răng hô, móm, lệch lạc một cách nhanh chóng hơn và rút ngắn thời gian điều trị lên tới tận 6 tháng. Với tính năng theo dõi sự dịch chuyển của răng qua từng giai đoạn thì iTero Element 5D sẽ giúp em xem được kết quả chỉnh nha chỉ sau 60 giây thôi, cho nên em hãy hoàn toàn yên tâm khi niềng răng nhé. Sau khi mà niềng răng tại nha khoa quốc tế Đài Si thì chắc chắn em sẽ sở hữu một nụ cười rạng rỡ và đều đẹp. Mọi khuyết điểm răng mọc khóc kể lệch lạc sẽ được khắc phục hoàn toàn nha. Tại nha khoa quốc tế Đài Si thì không chỉ giúp khách hàng của chúng ta khắc phục tình trạng răng khóc kể lệch lạc trở nên đều đẹp hơn, mà còn giúp tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian và không gây đau nhức hay ê buốt nữa. Đặc biệt, hiện tại nha khoa quốc tế Đài Si đang có ưu đãi cực hot dành cho khách hàng đang có nhu cầu niềng răng. Hãy inbox vào fanpage hoặc liên hệ ngay đến số hotline để được tư vấn cũng như là nhận ưu đãi ngay nha.